là một shop lớn lâu năm thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều đánh giá từ hàng ngàn khách hàng đã tin tưởng và yêu mến ủng hộ tại shop. Vì thời điểm bây giờ có một số giới hạn về thương hiệu nên các sản phẩm rất ít đánh giá, nên mong anh chị sẽ là người thấu hiểu. Và sau đây là dòng sản phẩm iPhone XS Max, một dòng sản phẩm cao cấp của Apple với thiết kế cực kỳ sang trọng và vô cùng bền bỉ, với khung thép không rỉ cùng 3 tông màu là đen, trắng và gold. Xét về hiệu năng trong năm 2021 với 4GB RAM và con chip A12 Bionic thì chẳng có tác vụ nào có thể làm khó dòng máy này, điển hình như game nặng, còn các trải nghiệm giải trí thì quá mượt mà. Về chất lượng hình ảnh của cục cam trước sau thì XS Max cho hình ảnh cực kỳ rõ nét và trung thực, còn video có thể đạt tới 4K, bạn nào làm video hoặc livestream thì quá phù hợp. Đối với sản phẩm bên mình đều được test rất nghiêm ngặt mọi chức năng trước khi bán ra, và máy được đặt lại từ đầu, sạc iCloud. Xét về tình trạng máy có thể đạt tới đến 99%, dường như rất mới, và cam kết bên mình là nguyên bản chưa sửa chữa nha. Để tăng phần trân trọng cho sản phẩm thì bên mình có tặng thêm hộp máy và phụ kiện đi kèm, các bạn có thể làm quà cho người thân thật ý nghĩa.